Kênh Qua Làng Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Qua Làng Thơ mình có một số hàng gửi đến cho các cô chú anh chị em sưu tầm. Thì tất cả mấy hàng Bình Thuận đều trồng ra rễ ổn định, trồng trên cái chậu hoàn chỉnh cho các cô chú anh chị mình. Chỉ cần về chỉ treo lên và chăm. Đó, không cần phải làm gì nữa hết. Và cái giá mình báo trên đây là mình bao cước vận chuyển cho các cô chú anh chị mình nha. Các cô chú anh chị mình về trả một lần tiền hàng duy nhất, không thêm một cái phí tiền nào nữa hết. Đó, thì các chú mình ưng hình nào cho anh đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Thì hôm nay mình cũng lên một số mặt hàng thuần nè, và cù Long Minh tiếp tục lên cù Long Minh nữa. Tại giờ mình đã xử lý hết rồi, xử lý mình treo gì nè, mình đợi cho nó ra rễ đó mình trồng. Thì trong thời gian ra rễ thì mình sẽ bán cho các chú anh chị mình, chốt được hình nào mình chốt, còn nhiêu mình sẽ trồng. Đó, xử lý hết trơn rồi, đây cũng vậy. Rồi giờ đây vô hình số 1 là một con trâu gừng Bình Thuận. Đó, trâu gừng Bình Thuận giờ lọt lên nè, dễ nè. Hình số 1 150g bao chép. Hình số 2 là một con trâu chuẩn người buôn đôn, con trâu lá mít lá ngắn nha. Đó, trâu mít lá ngắn. À, trâu mít lá ngắn. Về nhà cho về cho nó ăn nắng cho lên chụp chỉ nha cô chú. Ở đây mình để trong nhà nè, nó không có nắng không có gì hết trơn á. Về cho ăn nắng lên chụp chỉ nó dày dày lá. Về cái vòi hoa cũ nữa nè, chú thấy vòi hoa cũ nó rễ nè, rễ nè. Ừ, nó rễ ra ăn bám chân này. Tại gì 150g bao xếp. Hình số 2 con này khách. Và hình số 3 cũng một con trâu chuẩn người buôn đôn, con trâu lá xếp cực kỳ đẹp, rễ nè, bò hoa cũ nữa nè, bò hoa cũ nữa nè, rễ nè. À, rễ nè, ăn bám da thể luôn rồi. Đây em vậy luôn, 150k bao xếp. Hình số 3 hình số hình này khách chốt rồi. Hình số 5 hình số 5 một con trâu lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Rẻ nè. Đó, trăm năm mươi gà bao xếp. Bình số 6 một con chuẩn con lá mít chuẩn gần mua đồ. Cái này mình cố định vô cái dây cho nó cứng cái gốc cho rễ nó bám, đừng lung lay, chứ không phải là cái lá bị gì nha cô chú. Lá bị bình thường. Hoa cũ nè, hoa cũ nè, nó giờ nhú cái ngầm hoa nữa nè, nhú ngầm hoa mới, rễ nè. Ừ, rễ nè, 180g bao xếp. Hình số 6 hình số 7 một con trâu chuẩn người buôn đôn, lá mít, lá mít mà lá xếp luôn, cực đẹp, rễ nè. Đó, rễ nó bám giá thể chân rồi. Lá mít mà lá ngắn luôn á, còn này lá mít là lá ngắn, bò hoa cũ nó rễ nè. Bên đây cái bò hoa còn trái luôn nè. 150k bao xếp. Còn hình số 8 con trâu con chuẩn người buôn đôn, con trâu lá chấm tím luôn, đọt nè, dễ thì bám nặng dưới luôn rồi. Đây cũng vậy, đây cũng vậy, 130k bao xếp, 130 bao xếp.
Kênh số 8 và số 9. Số 9 là ba con trâu. Ba con trâu giống. Cực đẹp. Ghế nè. Ghế nè. Đang bám vô cục cục ghêu luôn. Đây nè. Đây nè. Quá trời ghế luôn này nữa nè. Trăm 180 ga bao xếp dành số 9. Hình số 9. Hình số 10. Số 10 là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng đang nụ hoa. Đó, dòng này bao thơm luôn. Mộng này đẹp lắm các chú. Cánh trắng hồng nó màu đỏ đẹp. Màu hồng hồng chứ không phải là đỏ. Cánh trắng màu hồng, nói chung là đang nụ hết. Nè nụ nè. Nụ nè. Bên đây cũng đang nụ luôn. 150 ga bao ship. Hình số 10 và hình số 11 cũng nhất điểm hoàng. Cũng đang nụ luôn các chú ơi. 150 ga bao ship. Hình số 11. Hình số 1. Hình số 12. Hoàng nhãn tháng 4. Đó. Hoàng nhãn tháng 4. 180 ga bao xếp. Hình số 13 là quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lan hương. Đó. Quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương, 150 ga bao xếp. Rồi, ở đây mình còn đĩa lan mặt sân 150 ca bao ship. Đĩa lan mặt sân bữa nay lỡ lên quá trời đẹp luôn rồi. Nãy lên ngồng nè. Chung lên trang này. Đẹp. Okay. 150 ca bao ship. Rồi, ở đây mình có cụ La Minh. Cụ La Minh hình 1 nè. Đó, nói chung là các chú mình thích cây mẹ con thì nói mình lấy cây mẹ mẹ con, cho lấy một phần có cây mẹ con. Đó, một phần thì trong đó nó có một cây mẹ con vậy đó. Đó, cây lớn và cây chung. Là 250k hình bao ship. Nè, nói chung là hình số 1 nè, 250k nè. Đó. Hình số 2 nè. Hàng giống. Hàng giống này cây nó nhỏ nè các chú, 250k. Đó, một bó gì luôn. Giờ ghép một khúc gỗ lũa dùng cái khúc gỗ luôn. Gỗ lớn luôn. Rồi, một bó gì luôn nè, tầm khoảng trên 10 đầu. Hình số 2, hình số 3. Hình số 3 cũng hàng giống luôn nha các chú. Hình số 2 là 200k nè, quên nói nè, 200k bao ship hàng giống. Hình số 3 là cũng 200k bao xếp hàng giống. Cù Lao Minh nha các chú, chuẩn gần Ninh Thuận nha. Cù Lao Minh gần Ninh Thuận. Hình số 4 nè, 250k bao xếp. À. Và hình số 5, 250k bao xếp. À, hình số 5 nè. À. Hình số 6 cũng 250k bao xếp. Hình số 7 cũng 250k bao ship. Nói chung là mình sẽ các chú nào mà mình lựa không được đó, thì mình sẽ lựa cho các chú chị một cái phần đẹp nhất nha. Đó. Hình số 7 250k bao ship.
Hình số 8 các chú. Hình số 8 250k bao xếp, có kèm mẹ con nữa nè. Đó, và hình số 9. Là hàng giống 250k bao xếp. Và hình số 10. Là cây mẹ con. Đó. Hàng giống này là 200k bao ship nha các chú. 200k. Hình thứ 9 200k bao ship hàng giống. Và hình số 10 là 250k bao ship cho một cây mẹ con và một cây rồi. Đó. Hình số 11. Đây. Mẹ con luôn. Đó. 250k bao ship, nó bị lỗi ngọn như vậy thì nó sẽ cho ngọn mới nè nha cô chú. Ngọn mới nè. Cái mẹ con nè, cái mẹ con nè. Đó. Và hình số là hình số 11 và hình số 12. Đó. Thì nói chung bây giờ các cô chú anh chị mình chọn một hình thì mình sẽ chọn cho một hình, ví dụ như cây lớn như gì đó, mình sẽ lựa cái hình đẹp nhất, ví dụ mình sẽ lựa một hình đẹp nhất như vậy, 250k bao ship. Còn các chú mình thích hàng giống thì mình sẽ chọn cho các chú mình một cái hình đẹp nhất hàng giống như vậy thì 200k bao ship. Còn có chú mình thích hàng chung thì mình sẽ lựa cho một cái bó hàng chung đó, 250k bao ship. Thì cái hàng cái cây lớn thiệt lớn á thì nó sẽ ít cây, còn cái hàng chung chung này nó sẽ nhiều cây một chút, còn cái hàng giống thì nó sẽ nhiều hơn nữa đó. Chung mình cân đối hết nè, hàng chung chung nhưng mà vẫn cho cha cho hoa bình thường đó, vẫn cho hoa bình thường nha các chú. Đó, cụ Long Minh Ninh Thuận. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình có một số hàng, các chú nào mình đặt cùng Long Minh thì cứ liên hệ với mình. Đó, muốn hàng chung chung hay là hàng cây lớn hay là hàng giống thì cứ liên hệ mình sẽ lựa cho một hàng đẹp nhất. Đó, các chú anh chị mình ưng hình nào chốt hình đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.